Hôm nay em đi đào xả, mang theo cái xuống thật to. Em sợ em đào nhầm cỏ, vào nhà mẹ lại mắng cho. Em đi đào xả đây quý vị ơi. Thủy đang đào xả nè quý vị. Xả này đào lên thì mình đem vô mình tách ra, xong rồi mình cắt cái phần gần dưới gốc để mà xài, còn cái phần gần đọt lá thì là mình cắt đi để mà có thể nấu nước sông, hoặc giả là nấu bún bò, hay là lót ở dưới đáy để lúc mà mình kho cá, hoặc là bỏ vô để mà nấu lẩu. Xả này bảo quản suốt mùa đông mà xài cho đến năm sau, khi mà mình trồng trở lại vào tháng 5 và lại đào lên vào tháng 10.